Ok, xin chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của Minh Định. Thì ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách chỉnh màu RAW và LOT từ một cái hình ảnh như thế này thành một cái hình ảnh như thế này. Ok, và bắt đầu nha. Đầu tiên thì chúng ta sẽ vào phần mềm Premiere. Và khi mà chúng ta bắt đầu chỉnh màu với Premiere, chúng ta sẽ cần phải quan tâm nhiều về ba cái bảng này. Đầu tiên đó là Lumetri Color. Cái bảng Lumetri Color sẽ giúp cho chúng ta chỉnh màu sắc trên cái bảng này. Tiếp theo đó là cái bảng Playback. Bảng này sẽ cho phép chúng ta nhìn được cái hình ảnh của mình nè. Coi thử là mình đang edit được tới đâu. Phóng to thu nhỏ để kiểm tra hình ảnh. Và cái bảng thứ ba đó là bảng Lumetri Scope. Bảng Lumetri Scope này nó là một cái biểu đồ màu. Thì hình ảnh của chúng ta được chuyển hóa thành một cái đồ thị màu như thế này. Khi mà mình playback cái footage, mình sẽ thấy được là một cái cục bự bự đây chính là cái cô gái này. Khu vực bên này đây là khu vực tuyết rơi ở mảng bên này. Khi mà mình kéo ra tiếp thì các bạn sẽ thấy được là cái khu vực màu trắng là đang lọt vô khung hình này. Thì nó chính là cái khu vực này ở trên cái biểu đồ Lumetri Scope. Vì vậy cái biểu đồ Lumetri Scope này nó sẽ là một cái biểu đồ cực kỳ cần thiết cho chúng ta khi mà chúng ta chỉnh màu. Khi mà chúng ta làm việc trong một thời gian dài và mắt của chúng ta nó bị yếu đi á, và chúng ta lúc này chỉnh hình ảnh nó sẽ rất là cảm tính, mắt của chúng ta có thể lừa chúng ta được. Tuy nhiên thì cái biểu đồ Lumetri Scope nó là biểu đồ màu của cái hình ảnh, nên là nó sẽ hoàn toàn không có lừa chúng ta được. Vì vậy là chúng ta sẽ liên tục làm việc với nó. Ngoài ra chúng ta còn có một cái biểu đồ nữa, đó là biểu đồ UV. Thì mình sẽ bật nó ở trong cái thanh cờ lê này. UV sẽ dùng rất là nhiều trong cái việc đó là căn chỉnh màu da nó có được chuẩn hay không á các bạn. Nhưng mà hiện tại thì mình chưa cần dùng đến nên mình sẽ tắt nó đi. Mình đã giới thiệu sơ qua về cái giao diện mà để chúng ta làm việc với Premiere nó sẽ như thế nào. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với RAW và LOT. Cái đặc điểm chung của nó là một cái hình ảnh nó rất là bạc màu, để chúng ta có thể giữ được nhiều chi tiết hơn ở trên này. Tuy nhiên khi mà mình lượn lờ ở trên những cái trang mạng xã hội á, có một cái vấn đề đó là file RAW, file LOT nó bị noi rất là nhiều. Mình không nên sợ về cái file RAW hay là file LOT này ha. Dù sao thì cái file nó cũng đã quay xong rồi, thì cái cách của chúng ta duy nhất đó là ở phần hậu kỳ thôi. Khi mà chúng ta sợ nó thì chúng ta sẽ không có chỉnh nó tốt được. Mình sẽ có những cái cách để hạn chế nhất cái việc noi hay là nổ màu gì đó. Như vậy nó sẽ giúp cho cái hình ảnh của mình nó được tốt hơn. Bây giờ bắt đầu vô chỉnh màu ha. Nói hơi nhiều rồi. Đó, mình thích nhất là cái hình ảnh này của cô gái. Thì mình sẽ dừng ở đây và mình sẽ tạo thêm một cái adjustment layer ở phía trên nữa. Và mình sẽ chỉnh màu ở trên cái adjustment layer này. Bây giờ chúng ta sẽ đến với cái quá trình chỉnh màu. Đây là biểu đồ màu của chúng ta. Khi mà chúng ta có được một cái file mà nó no màu nhất á, thì cái biểu đồ màu của chúng ta sẽ được trải dài từ 0 cho đến 100. Đây là cái không gian màu của một cái footage. Khi mà chúng ta sử dụng được hết cái không gian màu này, tức là chúng ta đã có thể sử dụng hết được cái khả năng ghi hình của một cái máy rồi. Vì nó thiếu tương phản nên mình sẽ mạnh dạn tăng tương phản nó lên. Các bạn thấy là khi mà mình tăng tương phản lên, nó vẫn hoàn toàn chưa có trải đều hết được cái không gian màu này. Thì mình sẽ mạnh dạn tăng cho nó lên 150 luôn. Mình sẽ không có quan tâm tới hình ảnh ở phía trên như thế nào ha. Mình sẽ quan tâm tới cái biểu đồ Lumetri Scope thôi. Cái biểu đồ Lumetri Scope á, nó sẽ chia ra thành 5 phần. Mình có thể thấy được là ở phần black nó hoàn toàn chưa có thể về không được. Mình sẽ đưa cho nó gần như về không và nó vừa chạm luôn. Cái phần sáng nhất trong khung hình này đó là phần tuyết này. Nó gần giống như là những cái màu trời, đó là những chi tiết nó bị cháy. Tuy nhiên thì ở đây nó vẫn chưa có điền đủ ở cái phần white. Mình sẽ tiếp tục tăng cái white lên. Rồi, tương đối là được rồi đó. Bây giờ mình sẽ chia sẻ với các bạn là tại sao chúng ta sẽ phải làm như vậy. Khi chúng ta kéo phần black xuống cho nó gần như nó vừa chạm, các bạn thấy được ở cái chi tiết ở cái vùng cây phía sau này, hoặc là ở chỗ vùng tóc này, nó sẽ vẫn còn chi tiết và vẫn có một cái độ tương phản nhất định. Khi mà chúng ta kéo không đủ phần black và nó còn bị hở ra rất là nhiều như thế này á, là những cái vùng mà màu đen á, nó sẽ còn có những cái độ bạc bạc như thế này. Khi mà các bạn kéo không đủ á, thì các bạn sẽ cảm giác là cái footage này nó còn bị noi nhiều quá. Nhưng mà nếu như các bạn kéo bị quá tay thì tất cả những cái ánh sáng ở trên này á, nó sẽ bị trở thành một cái cục đen luôn. Những cái đường mà kẻ ở trên cái vạch không này, nó chính là một cái cục màu đen và nó hoàn toàn không có chi tiết gì nữa hết. Khi mà chúng ta tạo tương phản thì chúng ta sẽ làm cho vùng sáng và vùng tối nó trở nên rõ ràng, chứ không phải là chúng ta làm cho nó tối lại cho tới mức mà nó mất luôn chi tiết như thế này.
Tương tự với vùng sáng, tương tự như khi mà chúng ta kéo quá tay với phần black thì tất cả những chi tiết ở vùng ở trên này nó sẽ chuyển thành màu trắng luôn, và nó cũng sẽ bị mất chi tiết. Nó đã bị mất luôn cả những cái chi tiết ở trên mặt của cô ấy rồi. Khi mà chúng ta biết được cái điều này rồi á, thì chúng ta sẽ cố gắng để tinh chỉnh lại làm sao để cho nó tương đối thôi, vì về sau mình cần phải chỉnh lại nữa. Rồi, mình đã được cái biểu đồ màu nó tràn hết gần như là từ trên xuống dưới rồi, nhìn nó cũng đã tương đối ổn. Tiếp theo ha, nó sẽ còn bị thiếu màu sắc rất là nhiều. Bây giờ mình sẽ tăng mạnh lên ở cái phần saturation luôn. Và chúng ta vào cái phần creative để tăng thêm cái vibrant. Ok, chúng ta đã có được một cái màu sắc nó tương đối ổn ở đây ha. Khu vực của cô gái, cái khu vực này nó đang nhiều màu đỏ quá, thì mình sẽ giảm cái white blend lại cho nó xanh nhiều hơn, và ánh sáng sẽ ra được tương đối như thế này. Tất cả những cái điều mà chúng ta vừa làm nó nằm trong cái bước đầu tiên chỉnh màu của chúng ta, đó là color correction. Ok, các bạn xem thử là ở before và after, trước và sau nó sẽ như thế nào ha. Color grading, chúng ta sẽ vào cái phần curve. Phần này sẽ cho chúng ta có thể chỉnh được nhiều cái về màu sắc khác nhau. Ở đây chúng ta có cái thanh đó là thanh hue and shade. Thanh này sẽ cho phép chúng ta là tăng cái saturation. Ví dụ như mình có thể tăng vàng lên này, tăng xanh. Ở cái phần hue and shade này á, mình sẽ thay đổi được cái cường độ màu. Tiếp tục tới phần hue and hue, cho phép chúng ta thay đổi màu sắc. Ví dụ như mình mask cái khu vực màu xanh dương lại, mình có thể thay đổi màu xanh dương thành nhiều màu sắc khác nhau nè. Đó, rất là đã ha. Màu vàng cho cô gái thành the hook chẳng hạn. Đó, và luma sẽ là cái khu vực để mình có thể tăng được sắc độ của màu. Ví dụ chúng ta có cái áo màu xanh dương của cô gái, chúng ta muốn tăng cái ánh sáng của cái áo lên, đó, tăng màu vàng lên, giảm màu vàng xuống. Khi mà chúng ta làm việc với cái thanh hue and luma này thì chúng ta sẽ quyết định đó là thêm trắng hay là thêm đen vào trong cái màu sắc đó. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với cái color wheel. Phần color wheel thì chúng ta có ba cái vòng tròn này của shadow, midtone và highlight. Ở trước mỗi cái vòng tròn nó sẽ có một cái thanh là chúng ta có thể tăng giảm ánh sáng của khu vực shadow, tăng giảm ánh sáng của khu vực midtone, tăng giảm ánh sáng của khu vực highlight. Nó sẽ hạn chế thay đổi những cái vùng còn lại. Ở cái vòng tròn này á, khi mà mình kéo cái vòng tròn này tới cái khu vực màu sắc nào đó thì mình giống như là mình sẽ nhuộm cái khu vực đó nó có thêm những cái màu sắc gì. Thì quay trở lại với cái video này, đoạn này là cô ấy bị anh người yêu anh ấy bỏ rơi nè. Để cho cái đoạn hình ảnh này được thêm kịch tính hơn thì mình sẽ cho cái phần vùng tối nó sẽ được tối hơn một chút, và mình sẽ pha thêm vào trong vùng tối là màu xanh dương hoặc là cyan gì đó, để cho cái cảm giác là nó sẽ lạnh lẽo hơn và cô đơn hơn. Rồi, tiếp tục ở phần highlight, mình sẽ cho phần highlight là cái ánh sáng đối với lại cái vùng shadow mình vừa mới cho vào. Thì mình sẽ pha phần highlight nó nằm giữa yellow và red. Mình cho midtone nó ám thêm một chút xíu màu hồng 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 cho da dẻ nó được đẹp hơn. Cân lại một chút ánh sáng với cái color wheel này. Sau một vài bước sử dụng với cái color wheel, chúng ta đã có được cái màu sắc như thế này. Nó đã thay đổi được cái cảm xúc đi rất là nhiều đúng không các bạn? Bây giờ chúng ta sẽ đến với phần curve. Đầu tiên thì mình vào đây thì mình ngồi mình cảm nhận bức hình một chút, thì mình thấy là vùng da của cô này hình như còn đang hơi nhạt. Mình sẽ mắc ở hai đầu màu đỏ màu vàng này, đẩy cái thanh saturation lên thì vùng da của cô ấy sẽ được đậm màu hơn. Tiếp đến chúng ta sẽ làm việc với cái biểu đồ UV, sẽ giúp cho chúng ta đo lường được cái vùng da của chúng ta. Khi mà các bạn edit một đoạn video á, nó có thể mất một khoảng thời gian rất là dài. Nếu như chúng ta không có một cái công cụ nào đó để đo lường, màu da của chúng ta sẽ không được đồng bộ xuyên suốt từ đầu video cho đến cuối video. Mình sẽ lấy cho các bạn xem một vài ví dụ sau đây. Ở đây chúng ta có bộ phim Bố Già, Sherlock Holmes, John Wick, phim Việt Nam Mắt Biếc, Hotel Budapest,
Như vậy thì các bạn có thể thấy được là cái vùng da của nó sẽ thường nằm trên cái đường chéo của biểu đồ IUV này. Tuy nhiên thì nó vẫn chỉ là một công cụ thôi, các bạn sẽ không nên bám víu vào nó. Trong bộ phim Mắt Biếc, anh Ngạn và Hà Lan với lại Dũng đi vào một cái quán bar, thì ánh sáng ở trong quán bar sẽ có rất là nhiều ánh sáng khác nhau, nên những cái màu sắc này nó sẽ trực tiếp ám lên vùng da của chúng ta. Lúc đó biểu đồ IUV không phải lúc nào cũng là chính xác để mà chúng ta có thể làm việc với cái biểu đồ IUV này. Bây giờ mình sẽ chọn vào cái footage và tạo ra một cái mask khoanh riêng cái vùng da thôi, chỉ riêng vùng da thôi nha các bạn. Thì bây giờ mình sẽ đến với cái phần hue, mình sẽ khoanh riêng cái vùng da lại. Và bây giờ mình sẽ điều chỉnh cái vùng da gần như là ở trên cái đường này luôn. Rồi, bây giờ là mình đã tạm ưng ý với cái vùng da rồi. Mình sẽ tiếp tục đi chỉnh thêm những cái màu sắc khác. Mình sẽ xóa cái mắt đi. Các bạn thấy có cái màu xanh lá cây ở đây thì nó không được đồng màu cho lắm. Mình sẽ thay đổi nó một chút xíu. Và tiếp tục chỉnh màu áo. Màu áo của cô gái là màu xanh dương. Các bạn có thể thay đổi cái màu áo này mà các bạn thích. Nói chung là các bạn thích cái màu nào thì các bạn sẽ làm màu đó thôi. Không có nhất thiết là phải theo mình. Các bạn có thể tự do mà sáng tạo ha. Ok, nói chung là tới đây thì mình tạm ok với nó rồi. Bây giờ mình sẽ tinh chỉnh lại một lần cuối để không bị hư hại chi tiết, nổ màu, kiểm tra lại vùng da một lần trước khi chốt màu sắc. Tiếp theo, chúng ta sẽ đưa adjustment layer này lên phía trên, tạo thêm một cái footage layer, giảm cái exposure khoảng trừ 0.2 chẳng hạn, vào một effect control tạo cho nó thêm một cái mask. Và mình khoanh vùng cái cô gái này lại, chọn invert, sau đó tăng feather lên để cái vùng chuyển nó sẽ được mượt mà hơn á. Ngoài cái cách mà chúng ta mắc riêng cô gái này ra là tạo cái tương phản cho cái video á, đó là chúng ta vào cái phần vignette này, các bạn kéo cái phần amount đó, mình chỉnh sơ sơ thôi, nhìn cái hiệu ứng á. Rồi ok. Thì đó là tất cả những gì mà mình đã chia sẻ với các bạn trong cái phần chỉnh màu lót và raw này. Tất nhiên mình làm là tất cả là dựa trên cái kinh nghiệm mà thực chiến của mình thôi. Nó hoàn toàn không có sách vở bài bản gì hết á. Có thể các bạn thấy là nó giá trị hữu ích thì các bạn đem về mà dùng. Còn nếu như không thì thôi. Và nếu như các bạn thấy video này hay, hãy cho video này một like và một subscribe. Nếu tiện thì các bạn hãy cho nó một share. Rồi, cảm ơn các bạn rất nhiều. Hẹn gặp lại các bạn trong video lần tới.